Đấy là cái lý do đầu tiên mà các con không thích ăn cơm cùng bố mẹ, không thích ngồi cùng bố mẹ, không thích đi chơi cùng bố mẹ, không thích nói chuyện cùng với bố mẹ. Trong cái hành trình Cô Lanh Coaching thì có một bạn, khi mà bạn ấy đến với Cô Lanh là lúc đấy là bạn ấy 19 tuổi. Và bố mẹ bạn ấy nói với Cô Lanh rằng đã 5 năm rồi bạn ấy không ăn cơm cùng với bố mẹ bạn ấy. Cứ đến bữa ăn thì hoặc là bạn ấy xuống bạn ấy ăn trước, hoặc là cả nhà ăn xong rồi đói bạn ấy xuống ăn. Thậm chí là có những thời điểm 3 ngày liền bạn ấy ở trong phòng. Và khi bạn ấy đến thì Cô Lanh mới nói với hỏi bạn ấy là con làm sao mà bố mẹ đưa con đến gặp Cô Lanh? Thì bạn ấy trả lời là con bị trầm cảm. Mà Cô Lanh nói tuyệt vời. Khi con biết cái điều đấy thì có nghĩa là con đang tìm giải pháp cho vấn đề của con. Và sự thật thì không phải bạn ấy bị trầm cảm đâu. Mặc dù là bạn ấy ở trong phòng có thể là 3 ngày liền và quần áo bẩn ấy thì bạn ấy cứ tuồn ra cho bà giúp việc. Và bà giúp việc ấy, khi mà bà ấy đi thu dọn, sau đó thì bà ấy giặt sạch và bà ấy lại cứ để trước cửa. Và lúc nào bạn ấy hết quần áo, bạn ấy lại mở cửa ra và bạn ấy lôi quần áo vào. Và hầu như là cả ngày bố mẹ cũng không nhìn thấy mặt bạn ấy đâu cả. Thì bố mẹ bảo bạn ấy bị trầm cảm. Nhưng trên hành trình đến với cô Lanh thì sự thật là như này. Cô Lanh có hỏi bạn ấy rằng thế điều gì khiến con 5 năm rồi mà không ăn cơm cùng với bố mẹ? Bạn nói rằng nói lắm, nói nhiều, suốt ngày nói nên không muốn ăn. Và trong hành trình cô Lanh trị liệu cùng với bạn ấy trong 6 tháng liền thì bạn ấy đã trở lại cái cuộc sống bình thường. Từ một cái người mà không để ý, bạn ấy nặng hơn một tạ, không để ý đến cơ thể của mình, cái cách ăn mặc của mình, tóc bạn ấy để dài như này. Đấy, để dài như này luôn, kín mắt luôn, chỉ nhìn đời bằng nửa cái con mắt như vậy thôi. Thì trong cái hành trình đấy thì cô Lanh đúc rút ra 5 cái lý do khiến con cái mà không muốn ăn cơm cùng với bố mẹ. Còn hành trình cô Lanh chữa lành cho bạn ấy, coaching cho bạn ấy thì cô Lanh sẽ chia sẻ cho nhà mình những cái trong những cái video tiếp theo nhé. Cái lý do đầu tiên đấy là trong cái bữa cơm chúng ta thường mắng nhiếc con cái, chỉ trích con cái và bới tìm những cái lỗi sai của con trong cái bữa cơm. Bởi vì rất khó để gặp mặt trong một cái ngày. Vì thế bữa cơm là cái nơi mà chúng ta sử dụng súng bắn liên thanh luôn, gọi là súng bắn liên thanh chúng ta bắn con. Và không có đứa trẻ nào, hay cả người lớn mình cũng thế, mình cũng đâu có thích ngồi với ai cứ ngồi cái là mắng mình đâu. Mình đâu thích ngồi với ai ngồi cái là chê mình đâu. Mình cũng không thích như vậy. Và các con cũng không ngoại lệ. Các con cũng không thích ngồi như vậy luôn. Bởi vì nuốt không có trôi cơm. Đấy là cái lý do đầu tiên mà các con không thích ăn cơm cùng bố mẹ, không thích ngồi cùng bố mẹ, không thích đi chơi cùng bố mẹ, không thích nói chuyện cùng với bố mẹ. Cái lý do thứ hai khiến con không thích ngồi cùng bố mẹ, không thích ăn cùng bố mẹ, nói chuyện cùng bố mẹ, đấy là lúc nào cũng hỏi việc học, lúc nào cũng giục học, lúc nào cũng nói chuyện về việc học của con. Thực sự con đã rất căng thẳng ở trường, căng thẳng với thầy cô, căng thẳng với bạn bè. Nhà mình tưởng tượng học 13 môn chứ không phải là học 1-2 môn, mà học sáng, học chiều, học tối. Đấy là một cái việc rất là căng thẳng với các con rồi. Bởi vì chúng ta không biết tạo cảm hứng cho các con. Thế nhưng cứ ngồi là hỏi về việc học. Hỏi về việc học, đâu có phải các con chỉ có một mối quan tâm là việc học đâu. Các con còn có rất nhiều những cái thứ khác quan tâm nữa. Nhưng cứ ngồi với nhau là hỏi về việc học thì dẫn đến cái điều con cũng không thích về điều đấy. Và dần dần con cũng không muốn ngồi nói chuyện với bố mẹ hay ăn cùng với bố mẹ. Cái lý do thứ ba khiến con không muốn ăn cùng với bố mẹ, đấy là bố mẹ thường áp đặt cái món ăn của bố mẹ cho con. Ví dụ như là ăn cái món mà mình không thích, hoặc là mình cứ ăn cái món mình thích thì cứ bị nói là rồi nhiều đồ dầu rán, rồi nhiều đồ chiên, rồi ăn những cái món đấy không tốt, rồi ăn cay không tốt. Tức là ăn được một miếng thì phải nghe nói đến 4-5 câu. Thế thì dẫn đến cái đứa trẻ nó cũng hình thành cái việc nó không thích ngồi với bố mẹ, ăn cùng với bố mẹ. Trẻ con có khẩu vị của trẻ con. Nếu chúng ta không muốn cho con ăn những cái đồ chiên rán nhiều, đấy cũng là điều tốt. Nhưng chúng ta cần cho con một cái lời giải thích, hoặc là cái điều gì đấy nó đúng đắn trong những cái lúc chúng ta nói chuyện vui vẻ với nhau ấy. Chứ đừng chỉ trích khi mà cái miếng ăn đã đưa vào mồm rồi ấy, thì rất là khổ cho con của mình. Và nó dẫn đến cái thái độ nó bật lại, nó phản kháng lại, nó không thích. Có những bạn có hôm còn quẳng đũa bỏ đi. Đấy, thì dẫn đến cái điều là mình áp đặt thì cái đứa trẻ nó không có thích đồng hành cùng với mình. Cái điều thứ tư đấy chính là bố mẹ hay nói nhau, hay cãi nhau, hay chì chiết nhau trong bữa ăn. Có rất nhiều gia đình như vậy.
Trong cái bữa ăn là cái thời điểm hạnh phúc nhất, nhưng mà mọi người thường moi móc những cái tội lỗi của nhau ra, và bố mẹ cũng hay chỉ trích nhau trong cái bữa ăn, rồi hay sử dụng điện thoại trong cái bữa ăn, bố một cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại, hay là bật tivi lên, thì dẫn đến con nó có cái cảm giác như là cả nhà không có trân trọng cái bữa ăn. Thì đương nhiên con nó cũng có cảm giác là không cần phải trân trọng bữa ăn, nên là mình không cần phải hiện diện trong bữa ăn cũng được, thì dẫn đến cái việc là mất kết nối với nhau trong bữa ăn. Và cái lý do thứ 5 khiến những đứa trẻ không ăn cơm cùng với bố mẹ, đấy chính là cái hành trình học của con ấy. Con học sáng, con học chiều, rồi có khi con học đến tận 9-10 giờ đêm con mới về. Và lúc đấy thì thường là bố mẹ đã ăn xong rồi, và con cứ lọ mọ con ăn một mình, và rồi nó hình thành một cái thói quen như vậy. Có những bạn suốt từ lớp 1 này, lớp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 không có ăn tối luôn, bởi vì bố mẹ cứ cho đi học miết à. Và bố mẹ toàn tranh thủ về nào thì mua cái bánh mì cho ăn này, hay là mua vài cái xúc xích con ăn này để nhanh còn đi học tiếp. Thì dẫn đến là con cũng không có cái cảm giác bữa ăn gia đình và không trân trọng cái điều đấy. Thì đấy cũng là một thói quen dẫn đến là con không đồng hành cùng với bố mẹ trong bữa ăn. Và cô Lanh tin chắc rằng sau 5 cái lý do này thì các bố mẹ đã rút ra được cái bài học cho mình rồi. Và nếu như mà bố mẹ nào mà muốn cô Lanh có thể hỗ trợ chia sẻ những cái tình huống cụ thể của gia đình nhà mình, thì hãy comment xuống dưới để cô Lanh sẵn sàng chia sẻ và đồng hành. Chúng ta sẽ có những cái câu trả lời thích đáng cho cái tình huống của nhà mình nhé.